chào các bạn. Sáng nay mình vẫn đi rừng nữa các bạn. Hồi sáng nay mình rủ anh em đi rừng không? Anh em nói đi đi. Vậy cái mình nói anh em có sợ con Covid không? Anh em nói sợ chứ. Cái mình nói ta ít một đi. Để quay lại không còn một thằng. Anh em sợ con Covid kính bỏ nhảy hết rồi các bạn. Mình ép một đây. Mình đi lang thang một mình. Hôm nay mình xuống những cái đồi kia, biển ngoài kia. Mình ra thử đi. Nó có được cái cây gì ngoài đó không các bạn? Cũng đi đi lại lại thôi. Mới được cái gì nó được. Anh em sợ Covid nó kính các bạn. Hai trâu đây. Sợ con Covid nó kính. Anh em bỏ nhảy hết. Nghe F1 là bỏ chạy mất chứ. Dết cũng liền luôn, dày cũng liền luôn. Vậy cái mình đi một mình. Anh em cho mình chân riêng các bạn. Cách ly mình với xã hội rồi. Không cỡ nó chân riêng mình hồi giờ cũng quen rồi. Bữa nay mình tiếp tục mình chân riêng rồi. Mình lang thang ở Mỹ vô mà chưa thấy gì các bạn. Ôi cái gì đây ta à, cây trầm thủy các bạn. Thì lá nồi. Thử kiếm thử ra cái gì không? Mình là Covid F1 được cách ly ở đâu hay? Được cách ly tại rừng các bạn. Anh em người ta bị Covid là cách ly tại nhà, còn mình là cách ly tại rừng. Học chiêu chưa? Đấy, mày xuống đây nữa, mò kiếm cái đèn bước. Nãy giờ đi cũng lo ẻo không? Mà mệt lê lử luôn mà chưa thấy gì tội. Không biết hôm nay giờ nó nghe về nhẹ các bạn. Nếu mà khi đi giờ nó nhẹ là khỏe. Đấy, hai trâu đấy. Trời, sao nhói dữ vậy? Thôi, đỡ làm giống cho rừng. Trời, chặt con máu nó đùng này. Không biết mình làm thứ, mình kiếm thứ. Có gì các bạn, cứ ủi đó này, ủi như heo ấy. Nó đụng gì nó đụng. Chứ bữa nay không có biết chỗ nào còn, cái chỗ nào hết rồi các bạn. Ủi xí đại xí đến vô. Vậy cái gì nó tọc vô mặt là mình làm cái đấy. Cái gì mình thích là mình bụp các bạn. Còn cái nào không thích là không bụp. Đấy. Đấy, ghen vàng. Trời, là ghen vàng. Tết nó nhỏ, ghen mũi mắt à. Đấy, hải châu. Một cây hải châu nằm trên hòn đá. Coi thưa ấy. Coi đây coi bộ. Bèo vẹo ấy. Anh em là cũng cậy rồi đấy nè. Một cây hải châu mini. Thôi, cứng quá. Đây nó đây. Cái đây. Nó chậu nó nhỏ cũng được. Còn cây trong đây. Ôi, đừng bế bạn nó gãy hết các bạn. Ủa. Cái nào mình lấy là lấy, còn không lấy thì nữa đấy. Không có phá. Phá rồi mai này lấy cái gì nữa mà chơi. Đây. Một cái hai châu tàng thiên nhiên. Cái đọt vương thiệt dài. Để coi mình đỡ ý chỗ này chút mình quay lên. Khi mình đi xuống dưới không có là mình quay lên mình đập nó các bạn. Mình tìm nó thôi. Đây. Một cái hai châu nó nhỏ. Đấy, tìm ra nữa đó. Trời là nên là cái kia cái nhánh này uống dữ rồi. Được sâu. Mình thấy được mấy cây thủy con. Đi nữa các bạn. Kiếm thử nữa. Phía bên đây đẹp lắm như đầu ông chùa. Đây, hải châu nữa đây. Một bụi hải châu. Nó nhỏ. Mình đi à. Mình đi kiếm thử. Có cái món gì nó hay ho không? Rồi không có thì mình quay lại mình đọc cái này đây.
một bụi đó nhỏ. Cái vụ kẹt đá đây mà ngon ha. Đấy, chỗ là cái kèn này nhỏ. Trời, đỡ mình đi gặp đá ấy. Chịu mình lên coi chứ cái cây nào trước kia không có, mình lên đây mình đục bại mấy cây nhỏ nhỏ các bạn. Rồi nó kẹt đá cái banh banh ra mây cái chúng mấy cây nó đục nó rỡ thì mình trồng nó cũng dở hơn. Học kiếm à, bây giờ kiếm à, đỡ chỗ này chứ không là quên. Trời, đi hoài mà thám hóa các bạn, mà dũi trong rừng nó cũng mệt lê lử. Chú cha lạc giữa đám sương liễu rồi, chú cha không có thứ gì nhiều bằng sương liễu các bạn. Ê, sương liễu cây cây khủng hoảng lắm. Cho cha sương liễu ơi, chú sẽ kiếm đường mà dũi ra cái khối cái đám sương liễu này cho chót. Chú sẽ chèn chịt đó, mình tích mấy các bạn, mình kiếm đường mình dũi ra khỏi cái đám sương liễu đây các bạn, cho há mồm như nó đâu. Mình gặp đây một cây hải châu các bạn. Chưa là cái này lắp to chưa mà cái thân nó thấy. Đây cái thân đây thấy cậu các bạn, thấy tạo nghiệp luôn. Chưa kéo cầm như cần câu không nó các bạn, không đạt đi nữa đấy, đánh như cây cần câu. Chùa, kiếm thư ơi, kiếm thư có cái giống gì không, đi lòi không à, trong trong chỗ đây không anh em mà thấy họ bập đầu cái còn. Dù đi dù thơ phi phò mà không gặp gì cả, lạc vô đám sơn liễu lậu muốn chết ha. Để mình đi nữa các bạn, tìm có gì mình chia sẻ này mình xem. Ở đây có mấy cây cầy trà phúc kiến các bạn, dù do biển nó xiết rồi cho cái đằng dịch kít kia nó kia. Đấy, mình lật dán cây mình coi thứ ở dưới đây căng quẹo các kiểu. Để mình coi thứ ơi, mấy trà phúc kiến này ra sao. Được mình bật con cây mà không được mình lặng lẽ mình đi luôn các bạn. Đi tới 12 giờ các bạn gặp được một cây hải châu nữa đây. Mà cái đồ đây chứ cái thằng thánh o anh em đỡ lại cho đau khổ gì. Đỡ dập thử nha các bạn. Đây đọt năm một lâm tức thần quá. Chưa thiệt, muốn đổ ra sao anh em bỏ lại đây. Coi thứ ơi, sâu sâu cũng đào bậy. Chô trà thánh dữ vậy. Chô thánh tuyệt vời các bạn. Thảo ạ, một lâm cái đọt mà nó thánh. Trời ơi, chô cái tàng thiết cái tàng. Cái góc cả đá. Được bao nhiêu thứ các bạn. Mình dập xuống coi rồi các bạn. Chú cho nó thính dở thương lắm. Đây. Thấy chưa. Lên đây cả đá. Chưa. Hay quá. Không xem không. Đi bên đây mà. Cái chỗ đây nó xa lắm các bạn. Chú dắt cái đây về chốt á. Xa quá. Mình không chờ thứ đây các bạn. Đó đi nữa tôi có gì không. Đi quầy trống cho đã các bạn. Không gặp cái gì. Chú sẽ chung trong rậm. Đây. Ở quầy trống mới chung vô. Gặp cái hải châu các bạn. Mà trụ điện. Chú chặt cái hải châu trụ điện. Cái đọt ra. Chú cái lá nó trên trời. Nó mịn rứt các bạn. Còn mình à, cái góc là thôi mơ. Chú nó thấy nghe. Đấy. Lên trên cao nó mới cong. Thôi ạ.
Chắc đúng cái góc của các bạn. Tao đào lấy cái góc này. Chùa, cũng lớn rồi chứ. Thánh chứ các anh em họ nhố mất chứ còn đâu đây. Thôi, mình bư thứ cái rõ ra sao các bạn. Mình cậy nãy giờ. Một mớ đá các bạn. Đá đây. Chùa, rỡ nó chung vào đây. Thôi ạ. Cái thon bó các bạn. Mình đào lấy cái góc thôi. Chùa, kẹt đá trắng thương nữa này. Đây, thân nó đây. Wow. Thân này này các bạn. Chô, nó thẳng này. Như trí. Mà lên cái đọt. Lên đọt nó có gió nó lại cong mới xuống chứ. Đây, lá nó đây. Chú nó già. Đây các bạn. Chô, nhìn lá nó này. Lá xinh xinh luôn. Chú nhìn lá xuống thật. Thôi lấy góc các bạn. Đào đốn đi. Giờ trốn đang mang cái đào. Bọn anh coi. Chứ ra ngoài nắng nắng chịu không nấu. Bức. Ôi ô. Ở ngoài nắng gưa sợ. Đào nó lên rồi các bạn. Hồi nãy kể chỗ đây. Chô cho rõ rồi. Đấy, thấy không? Ở ngoài rừng á, thì muốn mọc chỗ nào mọc các bạn. Mầm đó không? Vì nhà tao ấy, ninh ní á, cầu nó không mọc, dối lắm. Vậy ở ngoài rừng mọc dối lắm. Chú trời, giống cái súng quá. Thôi, kích cho thành khúc cuối luôn các bạn. Bỏ ba lô đi ra đâu. Chưa, kích cho nó thành một khúc cuối luôn. Rồi cho vô ba lô. Chú mặc dối chưa? Chỗ nào mặc cũng được hết á. Chết cha. Mặc sao mà loạn xạ rồi làm sao? Gì nha. Thôi, được kích đây. Kích đến cho ra cuối. Kích sang người các bạn. Kích tôi lúi thành một cái cuối. Nước mầm ở ngoài. Nước mầm. Cái rõ đây nè, nó nước mầm các bạn. Giờ mình trồng cho nó mì nó sống cái nó nước mầm trời. Đấy. Trời giống cái súng gư quá. Đây. Rỡ đây bỏ luôn. Đấy. Mình còn mấy cái rỡ đấy các bạn. Rồi. Thành một cái cuối. Hên quá. Thôi. Đỡ mình lên quanh thử có cái gì nữa không các bạn. Đỡ cái cuối nó nằm đây. Cho nó mát đi. Bây giờ chiều các bạn, mình tiếp tục lang thang ra ngoài nắng nữa. Hầu nãy sớm, trưa nó nắng quá các bạn. Bây giờ mấy giờ rồi? Có thưa. Chú cha. Gần 3 giờ. À, mình râm ra ngoài và trống nữa các bạn. Chú, mấy cây thằng tài. Ở đây có mấy cây xích máu các bạn. Nhiều chứ. Cây đối màu. Đây, hai trâu đây, chiếc trâu trấu nữa. Hai trâu mà anh em tới banh bư đây, chiếc trâu trấu nữa các bạn. Ngon lành. Ngon lành họ đào mất không? Chúng còn. Đấy, thấy như tụ điện nữa mà. Chưa. Anh em, dối thiệt. Còn mấy cây thánh như tụ điện đỡ lại các bạn. Đây. Lá. Mấy cây này là trọn. Chú. À. Còn đỡ cây thánh như tụ điện. Chú thánh đã chưa? Chú. Chà nó thánh. Không, còn đó. Qua đây thưa ơi. Đấy. Trụ điện nữa mà. Nhiều cái trụ điện quá các bạn. Cái lá nó đây. Cho trụ điện không. Cái đây cũng trụ điện. Qua thử uống máu không. Cầm máu không. Cầm phốt. Mới cái này nó sống cầm vô tư.
Thôi, để mình đi các bạn. Không xem không? Đấy, anh em bó trà đây mà. Làm gì còn nữa? Trời. Còn cây nào nhỏ nhỏ đây nữa sao em? Chú trà đóng đóng. Chú trà nó mệt lê lưỡi các bạn. Thôi, để mình kiếm thưa có gì nữa không? Mình vẫn tiếp tục lang thang đi kiếm nữa các bạn. Kiếm ra nấy hụt mạng. Mà chưa thấy cây gì thích đào được khúc cuối rồi. Từ sáng giờ quán chưa thấy cây gì các bạn. Chứ cây hai trâu với cây sâm núi nha. Bữa nay mình đi rừng các bạn. Mình đợi nó tìm mình cho mèo. Chứ mình tìm nó lâu lắm. Mình đợi cái cây nó tìm mình các bạn. Chú cha trời. Chứ mình tìm nó không ra đâu. Không biết tìm đâu ra nó đó. Để mình đi càng ngông càng ngên kia. Mình đợi nó tìm mình. Nó gặp mình nấu. Nấu lại. Tôi đi, tôi đi. Ông đào tôi đi. Hả? Thì đấy mình đào các bạn. Chứ bữa nay mà mình tìm nó. Ghê quá. Này nói chuyện mình tìm coi ghê quá các bạn. Thôi, đợi coi tìm mình đi. Cứ đi lang thang ấy. Y như nậu làm vậy chơi. Chừng nào nó hú mình lại cái mình đào. Ui, cha trà là. Đấy, cái thứ mà trọt ơ mình ơ mấy. Ba cây trà là nó trọt dữ lắm các bạn. Nó trọt nhí đồng đống. Đấy, có cây gì nập chỗ đây người ta. Gió biển nó xiết lên. Bệnh xiếng. Ui ô. Đi. Ráng đi con. Nó ở trước kìa. Ráng kiếm. Chú anh em đi mòn đường mà. Âu. Âu cái đường lăn bóng mà. Thôi giờ. Dũi vô rồi các bạn. Dũi vô đây nha. 1, 2, 3. Dũi vô thôi. Ở ngoài nắng cũng có gì. Giờ mình chung trong lâm. Tiếp tục. Thôi chú chung trong lâm à. Mình gặp đây một cây trích các bạn. Chùa, to chứ. Anh nào trích cái thần lấy gỗ. Chùa, bỏ cành đi. Lỗi à. Lỗi tùm lum. Thôi thưa, làm mấy cục trích đi nữa, máng ngay luôn. Chà, cái thằng nó có lỗi. Để coi thử cái giỏ nó mọc lên đâu các bạn. Đây nữa đây. Đây cây nhỏ này. Ui, chỗ cái dốc nó tuột. Nó tuột mình xuống dốc các bạn. Chà, trên kia có cây gì mập dữ ta. Sao, bên kia có một cây mai nữa. Ui, cái cây sân liễu này. Ha, cây sân liễu này các bạn. Sân liễu. Chú cho sân liễu cầm cầm thiệt to. Đây, một cây sân liễu. Có cái rễ tới dài. Trong cân quẹo quẹo xuống đây nữa chứ. Đây. Có cái lúa. Chỗ đây nó có cái lúa nữa các bạn. Cái mai thì kia. Đấy. Để mình chọt cốc trích đi thưa. Thư. Nó mập mập đây dắt ra đối chiến luôn. Hồi nãy mình được ở khúc cuối. Mãn ngay rồi. Bây giờ là chọt cái gốc này nó. Chắc mãn ngay luôn á. Trời ơi. Nó mập ô nô rồi chắc dắt chết. Cái cục này già lắm rồi này. Thôi đỡ đào thứ. Mình đào cho một đảo các bạn. Nó có tổng thể là 4 cái rỡ các bạn. 4 cái rỡ mọc xuống một đường. Đây một cái. Đây một cái. Đây một cái. Đây một cái. Chú cha sao chỗ đây tụi nuôi lại. Chú vô chỗ đây. Chú đào mệt học sư dâu. Thôi, để mình kích nó ra luôn các bạn. Chiều đâu. Kích bãi rất nhiều. Có còn không các bạn? Đây, mình đào xong cây trích rồi các bạn. Chú, kích còn cục à. Thụ lưu. Chú.
một cục thô lù như con heo. Đấy. Thối lúa luôn các bạn. Đường này xa lắm. Đâu ạ. Còn cây mai vô đây. Mình mới có đào vô cái trụ chặt cái đuôi vô chả bá. Thôi thôi bỏ chạy các bạn. Trụ chết chà chiều các bạn. Thôi rồi. 4 giờ rưỡi rồi, quay lại 1 tiếng nữa rồi. Xem. Wow. Leo xuống đã rồi, giờ leo lên các bạn. Xuống chưa? Đấy. Lên rồi, đến núi rồi mới quay lại. Mình đi giờ các bạn. Wow. Bên kia đi ngược qua. Sập xuống bên đây đi quật lại. Chụp chặt cái điều này chắc chết. Đấy. Hết cục này tới cục kia. Cứ vậy mà đi. Đi không cũng lê lử. Đừng có nói mang dây giác. Đấy, lên đây nữa. Qua bên eo kia mới gì à? Đầu số xuống giúp các bạn. Chôn cha đi. Thôi, chuyến đi rừng mình à. Xin kết thúc ở đây các bạn. Bây giờ còn thớ mà leo nữa.